Kính thưa quý vị, xe tải vượt đèn đỏ gây tai nạn, hai cha con bị trọng thương. Hai cha con đi trên xe máy đã bị trọng thương sau khi một chiếc xe tải vượt đèn đỏ tông trúng cuốn vào gầm kéo đi gần 10 mét. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 13 tháng 7 tại giao lộ quốc lộ 1A Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân. Vào thời điểm trên thì xe tải BKS67L3149 chạy trên quốc lộ 1A hướng từ vòng xoay An Lạc về An Sương. Khi đến địa điểm trên, dù đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ, nhưng chiếc xe này vẫn vượt lên phía trước và lao thẳng vào chiếc xe chạy từ trên đường Tân Kỳ Tân Quý ra quốc lộ 1A, cuốn tất cả vào gầm, kéo đi gần 10 mét. Chưa dừng lại thì chiếc xe tải tiếp tục va chạm với xe tải BKS51C142.24 do tài xế Trần Ngọc Hiền, 43 tuổi, quê Sóc Trăng, cầm lái từ quốc lộ 1A rẽ trái vào đường Tân Kỳ Tân Quý. Hai cha con đi trên xe máy bị thương khá nặng, được đưa đi cấp cứu. Rất đông người đi đường khiếp vía khi chứng kiến chiếc xe tải như không người lái làm loạn tại khu vực giao lộ này. Giao thông trên quốc lộ 1A bị tắc nghẽn nghiêm trọng, kéo dài nhiều km ở cả hai hướng. Tại hiện trường thì chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng, biến dạng, cá ở trong thùng rơi vãi, ở kính đầy bốc mùi tanh, nồng nặc. Hai chiếc xe cũng đã bị hư hỏng, móp méo nặng phần đầu. Hơn 2 giờ sau thì xe cẩu đã di chuyển các phương tiện gây tai nạn đi nơi khác. Tuy nhiên trên quốc lộ 1A vẫn bị kẹt xe kéo dài, các phương tiện lưu thông hết sức khó khăn.